Kodonai Vlog thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay, mình trích bài viết này với đề tài về Na Uy vào tháng giêng. Mẹo du lịch và thời tiết tháng giêng tại Na Uy. Mình sống ở Na Uy hơn 40 năm nay, lần cuối cùng mình về Việt Nam chơi 3 tuần. Trong 3 tuần đó, mình đi từ miền Bắc ra miền Trung, rồi đến miền Nam, và cuối cùng mình ở 5 ngày tại đảo Phú Quốc. Mỗi quốc gia có mỗi vẻ đẹp khác nhau, vì khung cảnh hữu tình luôn đi đôi với văn hóa và ẩm thực. Bởi vì sự hài hòa đó, cho ta sự nhìn nhận về mỗi địa thế, với mỗi vẻ đẹp không giống nhau, từ mỗi quốc gia. Tháng giêng ở Na Uy là xứ sở mùa đông tuyệt vời, với các hoạt động trên tuyết, ít đám đông hơn và chi phí thấp hơn, so với các thời điểm khác trong năm. Đây cũng là một trong những tháng tốt nhất, để ngắm Bắc Cực Quang, phía trên vòng Bắc Cực. Hãy để mình hướng dẫn hàng tháng này, giúp bạn tìm những địa điểm tốt nhất để ghé thăm Na Uy và những điều cần làm. Thời tiết Na Uy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tháng giêng là tháng lạnh nhất ở Na Uy, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 20-30 độ F. Những ngày ngắn hơn cũng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, mặt trời mọc khoảng 6-8 giờ mỗi ngày ở Oslo, trong khi Trôm ở phía Bắc, chìm trong bóng tối, trong nửa đầu tháng, được gọi là đêm cực, và nhanh chóng tăng lên thành khoảng 5 giờ ánh sáng ban ngày vào đầu tháng 2. Điều này không ngăn cản người Na Uy duy trì hoạt động tích cực, như một lối sống, họ ra ngoài trời để tập thể dục thường xuyên nhất có thể. Nếu bạn đến thăm bờ biển Na Uy, vùng nước ấm của dòng vịnh, sẽ tạo ra khí hậu ôn hòa hơn các nơi khác trên thế giới ở cùng vĩ độ. Nhiệt độ ở đây sẽ bớt gay gắt hơn so với miền Trung và miền Bắc Na Uy, mặc dù bạn vẫn có thể thấy tuyết và trượt tuyết ở những ngọn núi gần đó. Khi nghi ngờ, hãy làm như người dân địa phương làm, mặc ấm, mặc nhiều lớp và chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột của thời tiết. Đám đông và chi phí. Du khách đến thăm Na Uy, sau khi kỳ nghỉ đông đúc đã qua từ lâu, sẽ được thưởng thức khung cảnh yên bình và những khách sạn yên tĩnh, không khí ấm áp với nến và lò sưởi. Do thời gian ban ngày ngắn hơn, tháng 1 là một trong những thời điểm di chuyển chậm nhất ở Na Uy và các chuyến bay cũng như khách sạn sẽ có mức giá thấp nhất. Ngoại lệ, các khu trượt tuyết và khách sạn nổi tiếng ở phía Bắc được đặt sớm. Đi đâu? Người Na Uy biết cách tận dụng tối đa mùa đông của họ và không có nơi nào trên đất nước này nằm ngoài kế hoạch của bạn nếu bạn không ngại thu dọn đồ đạc. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu chuyến đi của bạn là thành phố Oslo, thủ đô phát triển nhanh nhất ở châu Âu, với nhà hát Opera đẹp mắt, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, cũng như lịch sử Viking. Các thành phố khác nổi tiếng về văn hóa, bao gồm Trondheim, cũng như Bergen và Alesund, trên bờ biển phía Tây, với lối đi dễ dàng tới các vịnh hẹp. Trong khi đó, các đỉnh núi nội địa và công viên quốc gia ở miền Trung Na Uy, đặc biệt là Geilo và khu vực giữa Oslo và Bergen, thu hút người dân địa phương và du khách quốc tế nhờ các hoạt động trượt tuyết và khu nghỉ dưỡng sôi động. Để có môi trường xung quanh yên tĩnh hơn, hãy cân nhắc ngôi làng Jots đã được UNESCO công nhận, cũng như khu vực phía Bắc Bắc Cực, nơi bạn có thể tìm hiểu về văn hóa Sami. Do điều kiện mùa đông của Na Uy, việc di chuyển vào thời điểm này trong năm có thể sẽ bao gồm sự kết hợp của các chuyến bay ngắn, tàu hỏa, thuê xe 4x4 hoặc di chuyển bằng siêu xe Jeep. Sự kiện trong tháng giêng. Lễ hội ánh sáng phương Bắc. Lễ hội đáng chú ý này diễn ra vào cuối tháng giêng, tại các địa điểm được lựa chọn đặc biệt trên khắp Trôm, bao gồm cả nhà thờ hiện đại của họ. Những người tham dự sẽ được lựa chọn các buổi biểu diễn cổ điển, thính phòng, opera, ra và đương đại từ các nhạc sĩ trong nước và quốc tế. Liên hoan phim quốc tế Trôm Sô. Một lễ hội văn hóa khác ở Trôm, vì lý do nào đó nó được gọi là Pazi của phương Bắc, liên hoan phim này bắt đầu trong một tuần, vào giữa tháng hiêng, với các buổi chiếu phim và tọa đàm tại nhiều địa điểm khác nhau, quanh thị trấn. Bao gồm một số địa điểm ngoài trời, dành cho những người có thể chịu được cái lạnh. Du lịch đến Na Uy vào tháng giêng. Hãy xem những hành trình tuyệt vời này. Chuyến đi về phía Bắc của Na Uy. Là cuộc phiêu lưu mùa đông tuyệt đẹp này, khi đi qua Bắc Cực Na Uy và khám phá một số địa điểm tự nhiên và văn hóa bắt đầu từ thành phố Trôm, có biệt danh là Pazi của phương Bắc.
Từ đây, lên đường và xem nghệ thuật trên đá ở Anta, tìm hiểu về người Sami, bản địa ở Kazakhstan và ghé thăm một khách sạn làm bằng tuyết dọc biên giới Phần Lan hay Nga. Mỗi ngày kết thúc với một cơ hội khác để ngắm Bắc Cực, xung quanh vùng đất xa xôi và xinh đẹp này của thế giới chúng ta. Cuộc phiêu lưu mùa đông cuối cùng ở Bắc Cực của Na Uy. Chuyến đi hoành tráng qua miền Bắc vào mùa đông của Na Uy này nói về các phương thức du lịch và hoạt động độc đáo ở Bắc Cực. Bắt đầu ở Oslo và bắt chuyến tàu đến ngôi làng Jots được UNESCO công nhận. Cho trượt tuyết trên núi, tản bộ qua Trondheim và nghỉ qua đêm trong lều Sami, bản địa gần Trôm. Kết thúc chuyến đi bằng tàu hơi nước ven biển, đến quần đảo Lofoten, nơi bạn sẽ lặn cùng cá voi và ngắm Bắc Cực quang bằng ngựa. Kỳ nghỉ trượt tuyết tuyệt đỉnh ở Na Uy Fjord. Tham gia trượt tuyết vùng sâu vùng xa. Luôn muốn xem các vịnh hẹp nổi tiếng của Na Uy. Chuyến tham quan này là dành cho bạn. Dành 6 ngày để khám phá vùng quê Na Uy với khung cảnh vịnh hẹp tuyệt đẹp, chỗ ở khách sạn sang trọng và hướng dẫn viên leo núi được chứng nhận sẵn sàng phục vụ bạn. Rất vui khi các bạn đã lắng nghe một bài trích giải về chủ đề cuộc phiêu lưu mùa đông tuyệt đẹp này, đi qua Bắc Cực Na Uy và khám phá một số địa điểm tự nhiên và văn hóa bắt đầu từ thành phố Trôm, có biệt danh là Pazi của phương Bắc. Từ đây, lên đường và xem nghệ thuật trên đá ở Anta, tìm hiểu về người Sami bản địa ở Kazakhstan và ghé thăm một khách sạn làm bằng tuyết dọc biên giới Phần Lan và Nga. Mỗi ngày kết thúc với một cơ hội khác để ngắm Bắc Cực quang ở vùng đất xa xôi và xinh đẹp này của thế giới. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn lựa chọn các điểm nổi bật. Đi thuyền gondola của Trôm được gọi là siêu và polar bear để ngắm nhìn toàn cảnh. Hãy thử món bidos hầm địa phương với thịt tuần lộc, rau và nước dùng. Ghé thăm di sản thế giới được UNESCO công nhận để chiêm ngưỡng những tác phẩm chạm khắc trên đá hàng thế kỷ. Tìm hiểu về người Sami bản địa trong vùng. Lái xe đến biên giới Phần Lan, Nga để xem hầm trú ẩn Thế chiến thứ nhì. Tổng quan. Những người yêu thích mùa đông, đang tìm kiếm những điểm đến lạ lùng ở Bắc Na Uy, sẽ bị thu hút bởi chuyến đi này, qua một phần của vòng Bắc Cực, cho phép bạn tự do lái xe theo tốc độ của riêng mình và dừng lại theo ý muốn. Và với những kỳ nghỉ qua đêm ở 4 địa điểm đáng nhớ, hành trình này rất lý tưởng cho những ai muốn tận dụng tối đa thời gian trong tuần của mình, với sự kết hợp giữa cảnh quan nông thôn ấn tượng và văn hóa thành phố nhỏ, Trôm. Phần lớn hành trình này tập trung vào bờ biển phía Bắc, hoang sơ và hoang sơ của đất nước, nơi mang đến một lượng lịch sử và văn hóa đáng kinh ngạc, bên cạnh các cơ hội ngoài trời. Chuyến tham quan tự lái của bạn bắt đầu ở Trôm, thành phố lớn nhất miền Bắc Na Uy, trước khi bạn đi về phía đông, đến Anta để tham quan một số tác phẩm nghệ thuật trên đá, lâu đời nhất còn tồn tại ngày nay, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Từ đây, lái xe đến Kazakhstan và tìm hiểu về người Sami bản địa, sau đó tiếp tục lái xe đến biên giới Phần Lan, Nga. Dừng lại và tham gia nhiều hoạt động mùa đông, hoặc đơn giản là chụp ảnh và đi bộ khám phá các ngôi làng. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia một loạt các chuyến du ngoạn độc đáo, với hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Anh, một chuyến không nên bỏ qua là cuộc rượt đuổi đèn phía Bắc, nơi bạn sẽ kết thúc đêm với lửa trại và sô-cô-la nóng. Bài đọc tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Thân chào! McDonald's Vlog.